Thì chủ đề ngày hôm nay sẽ là cái cách để chúng ta có thể trị mụn tại nhà và làm sao để có thể là ngừa mụn tái phát. Thì không phải là bị mụn ý là cứ là một lần điều trị mụn sau đó thì nó sẽ khỏi mãi mãi và không bao giờ tái lại đâu. Bởi vì bản thân bác sĩ Ngọc đã là một người mà ngày trước đã bị mụn 6 năm trời, là cái lúc mà cái thời sinh viên ý, tuổi đẹp nhất nhưng mà mình bị mụn từng đấy năm đó. Và ngay cả cái lúc mà sau này học da liễu và lúc mà mình đã trị mụn ổn rồi thì vẫn còn những lúc là mụn nó vẫn cứ tái lại một đợt khoảng một vài tháng. Và cho đến bây giờ thì bác sĩ Ngọc vẫn đang phải liên tục mỗi ngày bôi những cái kem để có thể là ngừa mụn tái phát mỗi ngày luôn. Và chào mừng tất cả các chị em quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và ở trên kênh này hàng ngày thì sẽ có những cái kiến thức, những cái mẹo để vừa làm đẹp, để vừa chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của người phụ nữ, để chúng ta sẽ luôn luôn là khỏe mạnh, này, trẻ trung và xinh đẹp. Và nếu như muốn mỗi lần bác sĩ Ngọc ra video mới có thể nhận được thông báo và xem ngay thì các chị em có thể là giúp bác sĩ Ngọc ấn đăng ký kênh và ấn thêm vào hình quả chuông nữa để mỗi ngày có video mới thì chúng ta sẽ là những người xem đầu tiên nhé. Và với cái chủ đề ngày hôm nay đó là cái cách để chúng ta có thể tự trị mụn tại nhà này và cách để có thể mụn nó không bị tái đi tái lại. Thì trước tiên làm sao để trị mụn được và làm sao để mụn nó không tái lại thì mình cần phải biết là cái nguyên nhân nào gây ra mụn đã. Bởi vì có những trường hợp ý, chỉ cần là biết được cái nguyên nhân gây mụn là gì thôi thì mình ngừng lại cái nguyên nhân đó thì tự khắc mụn nó sẽ từ từ là nó sẽ hết và cũng nó cũng không tái lại luôn. Thế thì mình sẽ đi vào hai cái phần trong cái chương trình ngày hôm nay, đó là phần đầu tiên là những cái nguyên nhân vì sao mà chúng ta sẽ bị mụn. Và thứ hai là đưa ra những cái giải pháp để có thể là xử lý mụn và có thể ngừa mụn tái phát. Thì cái nguyên nhân vì sao mà chúng ta bị mụn thì đương nhiên là có rất nhiều nguyên nhân rồi. Nhưng bác sĩ Ngọc sẽ liệt kê một số nguyên nhân sau đây. Số 1 ấy, đó là các bạn có cái làn da là da dầu hoặc là cái da hỗn hợp dầu. Thì đối với cả những bạn nào mà da khô ấy thì cái thời trẻ ấy, gần như không bị mụn đâu, rất là thích luôn. Tuy nhiên là sau này ở cái độ tuổi mà lão hóa khoảng sau 25, sau 30 tuổi thì cái nếp nhăn hình thành rất là sớm và dễ trông bị lão hóa hơn. Còn đối với cả da dầu và da hỗn hợp dầu ấy, thì được một cái là sau này nó sẽ không bị nhanh lão hóa như là với làn da khô đâu. Nhưng mà cái thời còn trẻ thì lại rất là dễ bị mụn. Bác sĩ Ngọc bản thân mình là một người có làn da hỗn hợp dầu thì trộm vía bây giờ là đã sau 30 tuổi rồi và cũng sinh hai em bé, bé cũng lớn rồi. Nhưng mà trộm vía là cái làn da nó không có cái sự lão hóa gì nhiều. Đó, nhưng mà ngày xưa ấy, da của mình cực kỳ nhiều mụn và đã bị đến 6 năm liên tục không dứt ra được. Nhưng sau đó thì trị mụn ổn rồi, sau này nó vẫn còn bị tái lại một đợt nữa cơ. Lý do đầu tiên chúng ta có thể bị mụn đó là da hỗn hợp dầu hoặc là da dầu, thì cái hai cái tiếp da này rất là dễ bị lên mụn. Cái nguyên nhân thứ hai khiến chúng ta dễ bị lên mụn đó là do chúng ta chăm sóc không đúng cách. Ở nguyên nhân đầu tiên thì mình biết là da thuộc tiếp da dầu hoặc là hỗn hợp dầu thì mình dễ lên mụn đúng không? Nhưng mà ở nguyên nhân thứ hai, kể cả bạn có một cái làn da thường khỏe mạnh chẳng bao giờ bị lên mụn, nhưng mà nếu mình chăm sóc không đúng cách thì nó cũng sẽ lại bị lên mụn. Ví dụ là bác sĩ Ngọc có một cái đứa em gái, da nó thì không phải là trắng trẻo đâu, da màu da cũng trung bình thôi, nhưng mà nó rất là mịn, rất là đẹp, không bao giờ thấy nó bị lên mụn. Nhưng mà từ cái đợt ấy, bắt đầu là đi ra ngoài thích trang điểm make up cho nó trắng hồng hào các thứ lên, rồi về nhà tẩy trang, dùng tẩy trang dầu rồi thì cũng không làm sạch đúng cách ấy. Thế là từ đấy nó lên một rổ mụn luôn đó. Mặc dù là cái tiếp da không phải là da dầu hoặc là hỗn hợp dầu dễ lên mụn đâu, da thường luôn á. Đó. Thì cái thứ hai đó là nguyên nhân thứ hai là do chúng ta chăm sóc không đúng cách, làm sạch không đúng cách. Nguyên nhân thứ ba khiến chúng ta lên mụn đó là do chúng ta sinh hoạt không đúng. Có những người thì da rất đẹp chả làm sao cả, nhưng sau đó thì qua một cái đợt ôn thi này, thức khuya rất là nhiều này, stress rất là nhiều này, hoặc là công việc nhiều khi trong cái giai đoạn suy thoái kinh tế, nhiều bạn bảo là em mất việc em đến stress luôn ý, và giai đoạn này em cũng bị lên mụn rất là nhiều. Thì cái thói quen sinh hoạt không đúng có thể chúng ta là ngủ không đủ giấc nhá, thiếu ngủ này, bị mệt mỏi, bị stress này, thì đó là những nguyên nhân khiến chúng ta có thể bị nổi mụn. Hoặc là do cái thói quen ăn uống nữa, đó là chúng ta ăn quá nhiều cái đồ ngọt ấy, nó cũng dẫn đến chúng ta bị viêm nhiều, bị nổi mụn nhiều này. Rồi thì uống nhiều sữa bò, thì cái này bác sĩ Ngọc cũng đã chia sẻ từ những video từ rất lâu rồi, đó là ăn nhiều đồ ngọt, uống nhiều sữa bò thì có thể là khiến kích hoạt cái mụn phát triển ở trên da nhiều hơn, ồ ạt hơn, dễ viêm hơn, dễ dầu nhiều hơn. Và cái yếu tố thứ tư nữa có thể khiến cho chúng ta bị nổi mụn đó là những nguyên nhân xuất phát từ cái thay đổi nội tiết tố bên trong cơ thể. Thì có những cái thay đổi nội tiết tố nó sẽ chỉ là kéo dài trong một thời gian ngắn thôi, nhưng có những cái thì thời gian của nó sẽ rất là dài và nó thuộc về cái cơ địa của cơ thể mình rồi. Thì một số ví dụ của cái thay đổi nội tiết tố trong thời gian ngắn mà khiến chúng ta bị nổi mụn ấy, thì ai đã từng qua tuổi dậy thì rồi mình sẽ biết đó, đúng không ạ? Đang từ những cậu bé da rất là nhẵn nhụi thì bắt đầu là nổi mụn nhiều, bắt đầu dầu nhờn tiết ra nhiều, tế bào chết biết tắc rồi thì mụn ẩn, mụn viêm rất là nhiều đó. Hoặc là trong giai đoạn chúng ta mang thai thì đang bình thường chẳng làm sao, tự nhiên mang thai bắt đầu là nó nám, xong rồi nó mụn ầm ầm, thì đó cũng là những cái nguyên nhân mà do nội tiết tố nhưng mà trong thời gian nó ngắn hạn thôi. Rồi cũng có thể là chúng ta đang uống thuốc tránh thai chẳng hạn, da rất là nhẵn mịn, sau đó ngừng một cái thì nó lại bị nổi mụn đó. Hoặc là cấy que tránh thai thì nó cũng sẽ bị nổi mụn đó. Thì đó là một số nguyên nhân do nội tiết tố mà nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định thôi, nhưng cũng có những cái nó kéo dài thời gian rất là dài, ví dụ như là chúng ta bị buồng trứng đa nang thì nó sẽ là một cái bệnh lý khiến chúng ta là bị mụn rất là dai dẳng.
Thì một số cái nguyên nhân mà bị mụn bác sĩ Ngọc vừa mới kể trên này, như là một là da dầu hoặc là hỗn hợp dầu này, hai là chăm sóc làm sạch không đúng cách này, thứ ba là ăn uống sinh hoạt nó không khoa học không đúng cách này, và thứ tư đó là liên quan đến cái thay đổi nội tiết tố bên trong. Thì mọi người thấy mình là cái nguyên nhân nào thì có thể comment xuống bên dưới nhé. Tiếp theo sang phần thứ hai, đó là cái phần giải pháp xử lý mụn tại nhà như thế nào và làm sao để có thể ngừa mụn tái phát. Thì như vừa nãy ở cái đoạn đầu bác sĩ Ngọc có nói là có những cái nguyên nhân ý, mà chỉ cần biết nguyên nhân đó là gì thôi và ngừng cái nguyên nhân đấy lại là mụn nó sẽ tự ổn được. Ví dụ như là có những bạn là bị stress một đợt này và bị nổi bùng mụn lên, stress quá mức ý, thì nó cũng sẽ nổi mụn. Và sau khi mình biết như vậy, bắt đầu là mình sinh hoạt điều độ lại này và mình giảm bớt những cái công việc, những cái phải suy nghĩ, phải lo lắng và giữ tinh thần thư thái thoải mái, thì sau một thời gian là mụn nó sẽ tự ổn. Nhưng mà nhanh hơn ấy, là mình vừa giảm stress và mình vừa đi trị mụn thì nó sẽ càng hiệu quả hơn. Hoặc là nhưng mà nếu như mình không có điều kiện mình xử lý thì giảm bớt stress từ từ là mụn nó sẽ ổn. Hoặc là có những bạn ấy, là da bình thường đang rất là ổn, thế nhưng bắt đầu là tập tành dưỡng da, xong bắt đầu là dùng kem chống nắng, nhưng mà lại không biết cách làm sạch da, không biết cách tẩy trang, thế là bắt đầu là lúc này là mụn bắt đầu nổi lên, lên mụn ẩn rất là nhiều. Nhưng mà từ khi bạn ấy biết rằng là dùng kem chống nắng để bắt đầu dưỡng da là phải bắt đầu tẩy trang, làm sạch da kỹ, thì bạn ấy làm sạch da kỹ lại thì từ từ là mụn nó cũng sẽ ổn, chứ cũng chưa cần phải dùng thêm cái kem trị mụn gì đó. Thì đó là một số trường hợp là chúng ta biết chính xác nguyên nhân do đâu thì mình ngừng cái nguyên nhân lại là mụn từ từ nó sẽ ổn. Đương nhiên là khi mà ngừng nguyên nhân đấy lại nhưng mà có biện pháp trị mụn thì nó sẽ càng nhanh hơn nhé. Thì đó, có một số trường hợp là chúng ta chỉ cần biết cái nguyên nhân gây mụn thôi, sau đó mình ngừng cái nguyên nhân đấy lại thì là từ từ mụn nó sẽ tự ổn. Nhưng có những trường hợp là chúng ta biết nguyên nhân gây mụn là gì nhưng chúng ta sẽ không thể nào ngừng cái nguyên nhân đấy lại được, hoặc là cũng phải đợi một thời gian nguyên nhân nó mới tự hết được. Ví dụ như là một số nguyên nhân chúng ta không ngừng lại được này, là chúng ta là thuộc cái cơ địa da dầu hoặc là da hỗn hợp dầu, thì đây đó là cơ địa da của chúng mình rồi, thì không thể nào đổi thành tôi muốn da khô là thành da khô được. Thì cái môi trường của da dầu hỗn hợp dầu thì những cái vùng da tiết dầu nhiều ấy, nó sẽ là cái môi trường rất lý tưởng để cho mụn nó sinh sôi phát triển, vi khuẩn gây mụn nó phát triển. Hoặc là ở trong cái trường hợp mà một số trường hợp mà chúng ta phải chờ đợi nó hết cái nguyên nhân đó, dụ như là chúng ta đang mang thai hoặc là cái giai đoạn tuổi dậy thì những lúc này là cái nội tiết tố nữ của mình thay đổi, thì mình phải đợi một thời gian nó qua cái giai đoạn đó nó mới ổn định trở lại được, thì lúc này là cái nguyên nhân gây mụn thì nó mới biến mất được. Đấy. Hoặc là có một số trường hợp mà chúng ta dùng biện pháp tránh thai như là dùng thuốc tránh thai hoặc là cấy que tránh thai ấy, thì cũng dùng một đợt thì trong suốt thời gian đó là nó luôn luôn khiến chúng ta rất là dễ bị mụn. Hoặc những người mà có bệnh lý như là buồng trứng đa nang ấy, thì lúc nào ở trên da cũng dễ tiết dầu, dễ bị viêm, rồi mụn nội tiết rất là nhiều, và tóc thì rụng này, lông mày thì rậm này, thì cái này chúng ta cũng không thể nào tự ý thay đổi được, nó là vấn đề về bệnh lý rồi. Thì ở trong một số những trường hợp như thế thì trị mụn nó không đơn giản là kệ cho nó tự hết được, mà mình phải có cái biện pháp để sử dụng, có thể là thuốc uống hoặc là chỉ chăm sóc bôi thoa ngoài da, hoặc là kết hợp những loại thuốc bôi rất là mạnh để có thể là trị mụn hiệu quả. Và sau khi mà trị mụn hiệu quả rồi thì mình cũng sẽ phải có một những cái liệu trình gọi là duy trì để có thể là ngừa mụn tái phát. Vậy thì mình sẽ có những cái phương pháp trị mụn như thế nào? Thì thật ra cái này không có ai là giống ai cả, bởi vì nó sẽ chia ra làm các cái mức độ mụn khác nhau ấy. Mụn nhẹ thì sẽ xử lý thế nào này, mụn trung bình xử lý thế nào này, mụn nặng thì xử lý thế nào. Ví dụ như là mụn nhẹ mà chỉ có một vài cái mụn ẩn hoặc là mụn viêm rất là nhẹ thôi, và nó không, những cái mụn viêm xong nó chỉ để lại thâm chứ nó không có để lại sẹo, tức là nó viêm lông ấy, thì đơn giản là mình chỉ cần làm sạch da tốt này, double cleansing, tẩy trang, sữa rửa mặt này, và mình sẽ sử dụng những cái hoạt chất bôi nhẹ nhàng ngoài da thôi, như là salicylic acid này, adapalene này, để tăng cường bạt sừng bong vẩy này, để cho nó thoát cái nhân mụn ra, và sử dụng thêm một số cái hoạt chất để giảm viêm ở trên da như là azelaic acid này, hoặc là kháng sinh bôi này, đó, hoặc là niacinamide kết hợp này để cho nó giảm viêm, thì nó đã ổn rồi. Đây là mức độ mụn nhẹ nhé. Còn mức độ trung bình ấy, có thể là nó đã có xuất hiện những cái mụn viêm to kết hợp với cả rất là nhiều mụn ẩn ở trên da, thì sau khi mà những cái mụn viêm nó nổi lên, nổi to lên, sau đó thì nó có thể để lại cái hơi lõm nhẹ, thì đó là có thể là mức trung bình. Thì lúc này phải kết hợp những cái loại bôi mạnh hơn, ví dụ như là tôi có thể bôi là tretinoin kết hợp với cả kháng sinh ở trong cái môi trường là alcoholic, ví dụ như là cái tuyếp như là erylic ấy, thì cái đó nó mới hiệu quả, còn những cái bôi nhẹ nhàng kia nó lại không hiệu quả. Hoặc là sẽ phải bôi những cái loại mạnh hơn nữa như là adapalene kết hợp với cả benzoyl peroxide, như là ở trong cái tuyếp ebiduo hoặc là azaduo ấy, thì cái đó bôi nó mới hiệu quả. Đấy là mức độ trung bình nhé. Còn có những mức độ nặng hơn nữa là nó rất là nhiều mụn bọc, và thậm chí là một số cái trường hợp mà nó nang thông sang nhau ấy, thì lúc này có thể kết hợp giữa là uống kháng sinh với cả những cái loại trị mụn mạnh như là cái izo ấy, và vẫn phải bôi thoa để trị mụn, thì vừa bôi vừa uống,
và kết hợp với cả trích nhân mụn đúng cách thì nó mới có thể ổn được. Thế là không có một cái công thức nào cho từng người đâu. Và với cả những cái mức độ mụn như vậy nhá, lại còn phải trên cái nền da như thế nào nữa cơ. Ví dụ như là có những bạn là mức độ mụn cũng ở trung bình thôi, chưa đến mức là phải dùng các cái biện pháp uống để trị mụn đâu, nhưng mà nền da của bạn ấy lại quá là nhạy cảm chẳng hạn, mà không thể nào bôi thoa được những cái hoạt chất trị mụn mạnh, thì lúc này lại phải bôi nhẹ thôi. Nhưng mà bôi nhẹ thì nó không ổn được, thì lại phải kết hợp vừa bôi vừa uống, tức là nó sẽ rất là linh động trong từng cái trường hợp. Nhưng mà quan trọng là mình sẽ có hai cái giai đoạn để trị mụn nhé. Một là giai đoạn gọi là tấn công, thứ hai là giai đoạn duy trì. Thì giai đoạn tấn công ấy làm sao sử dụng biện pháp nào đó, có thể là bôi, có thể là uống, có thể kết hợp cả hai. Ưu tiên nhất là mình vẫn chăm sóc bôi thoa ngoài da thôi, thì làm sao để có thể là đến cái giai đoạn là sạch hẳn mụn đó. Sau đó chúng ta sẽ không phải là chỉ dừng lại tại đó, mà mình sẽ phải có giai đoạn duy trì ngừa mụn về sau. Nó phải kéo dài tầm khoảng 6 tháng. Những bạn bị nặng có thể kéo dài đến 1 năm ngừa mụn để cho mụn nó không tái lại. Như bác sĩ Ngọc bây giờ thì hàng ngày vẫn đang ngừa mụn tái phát bằng cách là mình sử dụng BHA và sử dụng Adapalin. Cứ dùng dài như vậy thôi, để cho nó làm sạch thông thoáng cái lỗ chân lông, và nó tránh cái việc bít tắc và hình thành mụn tiếp theo, vì da mình cũng rất là dễ bị lên mụn. Thì như bác sĩ ông vừa mới nói là ở cái giai đoạn mà tấn công ấy, thì mỗi người, mỗi cái mức độ mụn, mỗi cái làn da thì nó sẽ có những cái thành phần ví dụ cụ thể đấy, để có mà thể mà trị mụn cho từng người. Còn giai đoạn ngừa mụn tái phát thì sao? Thì trên cái lý thuyết ấy, đó là cái hoạt chất nào mà nó giúp cho bạn sạch mụn thì mình sẽ duy trì cái phương pháp đó trong khoảng tầm có thể 3 tháng nếu mà mụn nhẹ, có thể 6 tháng nếu mà mụn trung bình, có thể đến cả năm nếu như mụn nặng, để có thể duy trì một thời gian dài, để có thể là ngừa mụn tái phát. Thì nếu như mà ai nghe đến đây mà thấy là rất là lâu rồi mà mình không thể thoát khỏi được mụn ấy, thì có thể là gửi lại cái ảnh da, bác sĩ Ngọc sẽ xem qua cái số ở trên màn hình đấy nhá, thì mình sẽ xem ảnh da rõ nét để xác định xem nguyên nhân tại sao, và mình sẽ kết hợp thêm một số câu hỏi nữa để khai thác để xem nguyên nhân thực sự bị mụn là gì. Sau đó mình tìm cái giải pháp để mình sẽ trị mụn một giai đoạn tấn công cho nó sạch mụn, rồi thì mình sẽ đến giai đoạn duy trì để ngừa mụn tái phát. Thì nếu như mà mình chỉ ở cái mức độ mụn là mụn nhẹ và trung bình thôi thì hoàn toàn chúng ta có thể là tự những cái thao tác bôi thoa và xử lý mụn tại nhà được. Nếu như mà nghe qua những cái bác sĩ Ngọc chia sẻ mà mình đã có cái am hiểu về trị mụn rồi thì hoàn toàn mình có thể là tự sử dụng cái hoạt chất đó bôi thoa tại nhà để mình tự trị mụn được. Còn những bạn nào mà cũng thuộc mức độ mụn nhẹ hoặc là trung bình mà nghe bác sĩ Ngọc nói thì cũng có hiểu, nhưng mà mình không tự tin để có thể là tự bôi thoa tại nhà, thì bác sĩ Ngọc sẽ có thể là giúp bạn liệt kê ra những sản phẩm phù hợp với da của mình, sau đó thì gửi cho bạn, và bạn sẽ lấy về nhà và bạn cũng tự dùng theo cái hướng dẫn thôi. Thì đó cũng rất là đơn giản để có thể tự dùng tại nhà. Còn trường hợp mà mình đã viêm nặng này, những cái ổ viêm nó thông sang nhau này và mụn bọc sưng đau rất là nhiều, thì tốt nhất là lên đến phòng khám da liễu hoặc là bệnh viện để các bác sĩ có thể là kê đơn trực tiếp và theo dõi trực tiếp thì sẽ an toàn hơn nhé. Và cuối cùng thì quan trọng là dù là ở cái mức độ mụn nào, mụn nhẹ, mụn trung bình hay mụn nặng, thì cũng sẽ luôn luôn nhớ cái điều này này, đó là chúng ta duy trì một cái chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học này, cố gắng là đi ngủ trước 11 giờ này, và tránh ăn cái đồ nhiều đường này, và tránh ăn cái đồ chiên rán ở nhiệt độ cao này, và cái đồ nào mà nó có nhiều sữa bò hoặc là uống sữa bò trực tiếp ấy, thì không nên quá là một cốc 200ml một ngày. Hoặc là các bạn nào đang nhiều mụn thì tốt nhất là thôi cắt tạm đi, vì những cái đó nó rất dễ làm cho mụn phát triển nặng hơn, viêm nhiều hơn và dầu nhiều hơn. Thì vừa phải có cái phương pháp trị mụn và vừa phải kết hợp với cả những cái ăn uống sinh hoạt hàng ngày nó khoa học nữa thì mụn có thể ổn được. Vì bác sĩ Ngọc đã thấy rồi, có những bạn nhá, trị mụn tốn bao nhiêu tiền rồi, nhưng mà xong rồi cứ thức đêm, thức đến 2-3 giờ sáng, xong bắt đầu là uống trà sữa, cà phê và lúc nào cũng rất là căng thẳng ấy. Thì cái mụn của bạn đấy nó tiến triển cực kỳ chậm luôn. Còn những bạn nào mà tinh thần vô tư thoải mái, không bị stress ấy, mà nói ăn uống kiểu gì là thực hiện theo ấy, tránh cái gì là tránh theo, rồi ăn cái gì tăng cường thì ăn theo ấy, thì mụn nó tiến triển cực kỳ tốt luôn. Thì đó là một số cái lưu ý như vậy và cái cách chúng ta có thể trị mụn tại nhà và để ngừa mụn tái phát. Và nếu như mà cần bác sĩ Ngọc tư vấn gì cụ thể hơn thì có thể là để lại câu hỏi dưới bình luận, nhưng mà nhanh nhất ý, thì đó là nhắn qua cái số Zalo này. Nếu như mà chúng ta đang xem trên YouTube thì hãy nhắn qua số Zalo này để tránh bị tìm phải cái kênh Facebook giả của bác sĩ Ngọc ấy, thì mọi người làm giả rất nhiều đấy. Thì chúng ta có thể nhắn qua số Zalo trên màn hình để được tư vấn trực tiếp nhé. Và nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ nó rộng rãi đến tất cả mọi người. Và nếu yêu mến bác sĩ Ngọc thì hãy ấn đăng ký kênh YouTube nhé, và ấn thêm vào hình quả chuông nữa, để mỗi khi bác sĩ Ngọc ra video mới thì chúng ta sẽ là những người xem đầu tiên. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.